Thèm rau câu dừa quá anh Hiếu ơi. Đi, hái dừa. Giờ muốn ăn nước cốt dừa mà đâu có ai bán đâu, phải nhà nào thôi chứ. Nồi dừa này cũng lắm công phu đó nha. Thật ra là ít có người biết nồi dừa như thế này lắm nè, chỉ những người lớn. Nào cái viền dừa xung quanh này trước nè, nó mỏng đi rồi. Còn nếu mà đúc cái bằng nạo vô mà nạo ngay giữa này một hồi một lỗ đây hết rồi, ở đây nó còn nguyên là mình nạo lên gáo không thu. Khi mình nạo một một vài đường cái mình xay tròn tròn vậy nè, nó đều cái dừa. Vừa nạo mình vừa xay nè. Cốt dừa trong cái mùa này thì với các bạn ở nhà tự nạo về ăn thôi. Đây, mình vừa nạo vừa xay là nó tròn đều hết trơn luôn. Khi mà nó gần tới cái gáo rồi đó, thì mình mới nạo ở đây tiếp. Bàn nạo dừa huyền thoại đây. Xưa khoái nạo này, nạo cái mình bóc lẫm này nè. Ngon. Nào mấy tháng không cái bóp lẫm lát lẫm hồi hết trơn luôn á. Đây mình nạo xong một miếng đầu tiên này nè, mình nạo vòng 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 hết ở giữa ha, mình không có nạo giữa mà nó vẫn mất tiêu ở giữa nhiều hơn là bề luôn ha. Mà mình tiếc quá một hồi là nó đen thui luôn cái cơm dừa. Đây xong một miếng đầu tiên nè. Thường này mình khi mà mình nạo dừa hay có thói quen nhỉ. Miếng nạo vậy á, có thói quen. Cái ngon nhất là cái này nè. Cái đầu tiên cái trái dừa chưa nạo không? Cái đầu tiên. Nó rất là mềm. Ngon. Mềm. Như mà bà ngoại mình nạo mình cũng hay hay làm vậy á, mình canh bà ngoại mà nạo miếng đầu tiên á, nó rớt xuống vậy nè, cái mình vớt, nó rớt xuống cái mình vớt nè.
mà ngoại nó cho hết rồi, nó cho vớt rớt cái miếng nó xuống mình ăn ngon, mà cho vớt hết nè. Sở dĩ mình biết nạo dừa như thế này là bà ngoại chỉ nè, bà ngoại dạy cho mình nạo. Nạo xong cái này mình bắt nó cốt, miếng thứ hai nè, tiếp tục nạo như vậy thôi.